Tèo à, chắc là ông trời thấy bề trời trội của ông mình, cho nên ông mới khiến xui cho bạn gặp cô gái đó. Rồi nên duyên chồng vợ giống như là tích xưa vậy đó. Mày nói xàm gì vậy mày? Mày đừng có ghẹo tao. Tại tao sợ cổ đi bậy, rồi gặp anh hai nhà họ Trương hãm hại cổ, nên tao mới dắt cổ lên làng xã. Ai về lên đó không gặp ai, mà thấy cổ tội nghiệp không, nên tao mới dẫn cổ về cho ngủ một đêm ở đây. Hồi nãy tao nói mày nghe rồi mà. Thì đó, thì ông trời khiến xui nhân viên chứ còn gì nữa. Nhân viên cái giống gì? Cái cô này á, tâm trí không được bình thường. Tao không hiểu sao tự nhiên tao dính vô cục nợ đời này chứ không biết nữa. Mày cười gì mày? Tao e là mày với cổ có căn duyên vợ chồng với nhau đó. Mày không có giỡn vậy nha mày. Mệt quá, ngủ đi. Ê đây nè. Gì vậy? Thằng này, mày mày tính vô đó ngủ hả Tèo? Thằng này, mày chưa lên lễ ra mắt ông bà tổ tiên, tính đồng phòng sao mày? Cái thằng này ăn nói hồ đồ quá nha mày. Tao xích qua đây để tao nằm tao ngủ thôi. Tao nói chơi thôi, chứ không có ý gì nghe mày. Thôi, ngồi đây đi. Lại ra dạy liền với tao rồi hả ngủ? Tối nay á, cứ để cô ngủ trong chòi đi, tụi mình cụ đỡ ở đây. Sáng mai tao với mày đưa cô lên làng xã. À, mày không có chọc tao với cổ nữa nha mày. Biết rồi, tao chỉ dẫn chơi thôi mà. Nè, Tèo Tèo. Vậy đó đông kia, trưa trời trưa trật rồi, vậy đi. Tôi hôm nay chắc tao không ra đồng đâu mày ơi. Để tao kêu cô đó dậy, dắt cô ra làng xã. Cô ơi, dậy hả? Cô ơi, cô bị sao vậy? Cô ơi, Tèo, xảy ra chuyện gì vậy? Tao đâu biết gì đâu, thức dậy là khổ vậy đó. Nè, cô bị tỉnh đi thằng kia. Cô quay á, dám làm chuyện tại chợ này sao? Giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, tụi bay dám dụ dỗ con gái nhà lành hả? Cái gì vậy? Ất, mày đừng có vu oan giáo họa cho tụi tao. Hôm qua tao thấy tâm thần của cổ không có được bình thường, nên tao cho cổ ngủ đỡ, rồi sáng nay tao định đưa cổ lên làng xã nè. Nè, mày đừng có lấp liếm cái tội lỗi của mày. Mày thấy con gái người ta bị mất trí như vậy, nên mày dụ dỗ đúng không? Hả? Mày á, làm chuyện bất nhân, còn chối nữa hả? Nè, mày coi nè, mặt mày tay chân của cổ, bầm
bầm xanh bầm tím hết. Như vậy cũng đủ tố cáo hai đứa bay là loại thú tính rồi. Nè, mày đừng có gặm máu phun người. Tao cũng đang muốn biết là đêm qua xảy ra chuyện gì đây. Đêm qua chỉ có cổ và hai đứa bay ở trong chòi. Như vậy cũng đủ tố cáo hai đứa bay mặt đúng người không bằng giả thú rồi. Con nhỏ mới có chút sư quá. Đúng là đồ cặn bã. Mọi người ơi, mau qua đây bắt hai thằng này lên làng xã. Ừ, đúng rồi. Mày ngươi làm gì vậy? Mày lên làng xã đó. Mày quán bà. Mày đi. Đi đi đi. Mày quán bà. 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 Mày